Xin kính chào quý vị và các bạn đang theo dõi kênh youtube của báo điện tử VOV. Thưa quý vị, vừa qua một cuộc điều tra của nhà báo Mikhail Kesh của trang Ukrainska Pravda đã tiết lộ hàng trăm xe tải Ba Lan chở nông sản Nga đang đi qua Belarus đến Ba Lan và quay trở lại bất chấp sự thù địch với Nga và việc Ba Lan trước đó từ chối nông sản Ukraine. Trong cuộc điều tra của Mikhailo Tokash, đoàn làm phim Ukrainska Pravda yêu cầu một người đàn ông gọi điện cho một công ty Ba Lan và giả làm giám đốc của một công ty Belarus thực sự. Anh ta đề nghị bán bột cải dầu của Nga kèm theo giấy tờ của Belarus. Người quản lý của công ty Ba Lan đã yêu cầu anh ta gửi email các điều khoản và điều kiện. Tuy nhiên, Ba Lan đã cấm nhập khẩu bột hạt cải từ Ukraine vào tháng 9 năm 2023 sau sự phản đối của nông dân. Kể từ đó, khối lượng sản phẩm tiếp tục đến từ Belarus ngày càng tăng đều đặn. Trong 3 tháng kể từ khi có lệnh cấm đối với các sản phẩm của Ukraine, Ba Lan đã mua bột hạt cải trị giá 8 triệu đô la Mỹ thông qua Belarus. Theo ông Tkach cho biết, ở gần trạm kiểm soát Kukuriki, chúng tôi đếm được hàng trăm xe tải đã vào Ba Lan từ Belarus mà không gặp bất kỳ trở ngại nào. Đánh giá qua cuộc trò chuyện của chúng tôi với đại diện các công ty nông nghiệp, các sản phẩm nông nghiệp của Nga trước tiên sẽ đến Belarus, nơi chúng được chất lên các xe tải đăng ký ở Ba Lan tại các trung tâm đặc biệt những chiếc xe tải sau đó hướng đến các công ty lớn ở Ba Lan. Một trong những trung tâm này ở Belarus là nhà ga Goliadichi ở Minsk. Các nguồn và dữ liệu của Ba Lan từ cơ sở dữ liệu mở và đóng cho thấy có ít nhất 3 công ty ở Ba Lan là khách hàng lớn các sản phẩm nông nghiệp từ Nga bao gồm Bromex, Diapolis và Kampol Krizitov Luzianak. Trước tình hình đó, ông Dmitry Dienkov, biên tập viên của Ekonomichna Pravda đã lưu ý, Ba Lan và các nước EU khác không bị cấm giao dịch với Nga và Belarus vì không có lệnh trừng phạt nào liên quan cụ thể đến nông sản. Ngoài ra, ông Dmitro Dienkov cũng cho biết các quốc gia này, Nga và Belarus là mối đe dọa tiềm tàng đối với châu Âu, nhưng các nước vẫn tiếp tục buôn bán nông sản với họ. Nếu nhìn vào cán cân thương mại giữa Ba Lan và Nga, điều đáng ngạc nhiên nhất là kim ngạch thương mại của họ ngày càng tăng so với năm 2021. Hôm 28 tháng 2, các quan chức thực thi pháp luật Ba Lan đã bắt giữ một đoàn làm phim Ukrainska Pravda, bao gồm Mikhailo Tkach, trưởng phòng báo chí điều tra, và nhà quay phim Jaroslav Bondarenko, gần biên giới Ba Lan Belarus khi họ đang quay một câu chuyện về quá trình vận chuyển hàng hóa giữa hai nước, Ba Lan, Nga và Belarus. Một số cảnh quay đã bị chính quyền Ba Lan xóa. Cảnh sát Ba Lan đã khám xét xe của họ, lấy thẻ nhớ khỏi máy ảnh và tịch thu tất cả điện thoại và tài liệu của họ. Cảnh sát Polaske Vovosip đã đăng một thông báo ngắn gọn vào tối ngày 27 tháng 2 cho biết họ chưa bắt giữ một nhà báo đến từ Ukraine. Sau đó, cảnh sát báo cáo rằng các sĩ quan đã thực hiện các biện pháp để xác định một số cá nhân có sự hiện diện ở khu vực biên giới, gây lo ngại cho người dân địa phương. Vụ việc trên đã dấy lên một hồi chuông cảnh báo với mối quan hệ liên minh Ba Lan-Ukraine. Đặc biệt, khi trong ngày 28 tháng 2 vừa qua, Thủ tướng Ba Lan Donald cho biết chính phủ nước này đang cân nhắc việc đóng cửa tạm thời biên giới với Ukraine đối với hàng hóa trong bối cảnh căng thẳng về ngũ cốc Ukraine giá thấp ngày càng gia tăng. Nhiều tuần qua, nông dân Ba Lan đã chặn các cửa khẩu biên giới với Ukraine và các đường cao tốc khác để phản đối những bất cập do hàng hóa của Ukraine tràn vào thị trường Ba Lan. Do đó, khi chia sẻ với các phóng viên, Thủ tướng Tusk cho biết chính phủ đang trao đổi với phía Ukraine về việc có tạm thời đóng cửa biên giới và ngừng hoạt động thương mại nói chung. Không dừng lại ở đó, trong ngày 29 tháng 2 theo giờ địa phương, Thủ tướng Ba Lan cũng đã thảo luận vấn đề này với nông dân Ba Lan. Tuy nhiên, ông nhấn mạnh rằng giải pháp này chỉ là tạm thời và có thể gây những hệ lụy nhất định cho cả hai bên. Thủ tướng Ba Lan cho biết, việc đưa ra quyết định cuối cùng sẽ có sự trao đổi và tham vấn của cả hai bên để không xảy ra bất kỳ căng thẳng nào giữa Warsaw và Kiev. Hai nước sẽ cần một giải pháp mang tính dài hạn cho vấn đề này. Trong khi đó, Thứ trưởng Kinh tế Ukraine Taras Kachka cho hay, Hiện chưa có thông tin cụ thể nào đối với các biện pháp cuối cùng của Ba Lan. Nhưng ông Taras Kachka tin tưởng hai nước sẽ có thể tìm ra các giải pháp tháo gỡ khó khăn hiện tại. Trong nỗ lực giúp đỡ Kiev về mặt kinh tế từ khi cuộc xung đột nổ ra, Liên minh châu Âu đã quyết định sẽ giảm thuế đối với hàng hóa Ukraine vận chuyển qua 27 quốc gia bằng đường bộ. Tuy nhiên, các vấn đề phát sinh sau quy định này đã khiến cho nông dân nhiều nước Đông Âu biểu tình phản đối vì đã gây ra ảnh hưởng kinh tế nghiêm trọng đối với người dân và các doanh nghiệp trong EU, cũng như tạo ra tình trạng dư thừa sản phẩm nông nghiệp. Mối quan hệ của Ba Lan với Ukraine ngày càng trở nên căng thẳng do các cuộc biểu tình phong tỏa biên giới và xuất hiện các tranh chấp hàng nông sản giữa hai nước. Tính đến nay đã có ít nhất 4 vụ nông dân Ba Lan làm hư hại các sản phẩm nông nghiệp của Ukraine vận chuyển qua. Điển hình là vụ việc 8 toa tàu chở ngô Ukraine đã bị phá hoại và hàng tấn ngũ cốc tràn ra đường ray. Cuối tuần qua, Kiev đã kêu gọi Warsaw có các biện pháp để ngăn chặn đối với các hành vi phá hoại này. Cụ thể, trong ngày 25 tháng 2, Tổng thống Volodymyr Zelensky đã tuyên bố, với tư cách là Tổng thống, tôi cho rằng việc duy trì liên minh với Ba Lan là rất quan trọng, và nếu các bước không được thực hiện thì chúng tôi sẽ bảo vệ doanh nghiệp của mình được biết biên giới là vấn đề sống còn đối với ukraine đây là nơi tiếp nhận các lô vũ khí và đạn dược phần lớn được vận chuyển bằng đường sắt và giúp duy trì hoạt động của nền kinh tế đang suy sụp của nước này song nông dân ba lan cho rằng vấn đề này cũng rất quan trọng đối với họ họ cáo buộc việc eu cho phép nhập khẩu ngũ cốc của ukraine vốn đã bị chặn vào thị trường nội địa là vi phạm các quy định của liên minh Quyết định của EU hỗ trợ Ukraine xuất khẩu hàng hóa thông qua làn đường đoàn kết xuyên các quốc gia như Ba Lan, Romania và Hungary đã giúp ổn định giá ngũ cốc và hạt có dầu ở EU. Tuy nhiên, điều đó đã khiến thương nhân và các nhà chế biến ở các quốc gia này chớp cơ hội mua sản phẩm giá rẻ thay vì giúp xuất khẩu thêm. Nông dân Ba Lan ở các khu vực giáp biên giới Ukraine cho biết kho ngũ cốc của họ luôn trong tình trạng ùn ứ và giá cả giảm mạnh. Các chính phủ, bao gồm cả chính phủ Ba Lan, đã phản ứng bằng cách phong tỏa thị trường nội địa các sản phẩm của Ukraine có đáp ứng tiêu chuẩn của EU hay không cũng là vấn đề bị hoài nghi ở Ba Lan, dù thiếu bằng chứng để chứng minh. Song không chỉ dừng lại ở đó, nông dân Ba Lan cũng biểu tình phản đối thỏa thuận xanh của EU. Họ nói rằng thỏa thuận này sẽ khiến nông dân phải chịu thêm nhiều cánh nặng chi phí. Hiện một số người biểu tình Ba Lan cũng kêu gọi đóng cửa biên giới đối với các hàng hóa khác từ Ukraine như xi măng. Theo số liệu năm 2023 cho biết, lượng nhập khẩu mặt hàng này đã tăng từ 51.000 tấn năm 2021 lên 340.000 tấn. Xi măng là điểm sáng hiếm hoi trong thương mại giữa Ukraine với Ba Lan. Theo cơ quan thống kê Ba Lan, năm ngoái Ba Lan đã xuất khẩu 51,6 tỷ zloty hàng hóa sang Ukraine, tăng 13,6% so với năm 2022. Trong khi đó, xuất khẩu của Ukraine sang Ba Lan giảm 23%, xuống còn 20,2 tỷ zloty. Các cuộc biểu tình của nông dân diễn ra sau các cuộc đình công của hàng loạt lái xe tải vào cuối năm ngoái. Họ phàn nàn về sự cạnh tranh không công bằng từ các đối thủ Ukraine. Theo các cuộc thăm dò, làn sóng người Ba Lan ủng hộ Ukraine đang giảm dần. Hai năm trước, chỉ có 17% người Ba Lan nói rằng họ sẽ không giúp đỡ người tị nạn Ukraine. Song cuộc khảo sát của tổ chức Open Field cho biết con số này đã tăng lên 34% vào năm ngoái và hiện ở mức 41%. Tình hình ở Kiev cũng đang trở nên tồi tệ. Số người Ukraine coi Ba Lan là quốc gia thân thiện đã giảm từ 94% năm ngoái xuống còn 79%, theo cuộc khảo sát mới nhất của nhóm xếp hạng Ukraine. Lái xe tải người Ukraine Volodymyr chia sẻ, nền kinh tế của chúng tôi đang sụp đổ, tất cả hàng hóa lẽ ra sẽ giúp ích cho nền kinh tế đều bị mắc kẹt ở biên giới. Tất cả những chiếc xe tải này đều chứa đầy hàng hóa mua ở Liên minh châu Âu. Ông Alexander, người đã bị mắc kẹt 17 ngày với chiếc xe tải chở lượng lớn sản phẩm hạt từ Hà Lan cho một nhà máy sản xuất kẹo ở Ukraine, cũng đang rất tức giận. Ông Alexander cho biết, ở đây chúng tôi bị tấn công, tôi chưa tắm rửa mấy tuần rồi. Tôi nghĩ rằng chúng tôi là bạn với Ba Lan, nhưng tình hình đang diễn ra giống như một con dao đâm sau lưng chúng tôi. Quý vị và các bạn thân mến, nếu yêu thích những thông tin vừa rồi, quý vị hãy ấn like, và subscribe kênh YouTube của Báo điện tử VOV, truy cập vào địa chỉ vov.vn để theo dõi những tin tức thời sự cập nhật mới nhất của chúng tôi. Còn bây giờ xin kính chào và hẹn gặp lại.